Rồi đó. Ok, chuẩn bị chưa? Music, kind of song they make those internet fail videos to. You've taken narcissism to a whole new level. Self radio. Self radio. Bây giờ ông sẽ làm nước ao nha. Tích tin tôi đi. Ok, ông làm nước ao. Tốt quá. Đấy, lên xe tôi. So, from the look of things, they're holding ULP at the Grand Banks. Cứ tin tôi đi. ULP. Of all those public sector dinosaurs, this guy is the most mesozoic. That's the right term, by the way. It was always signed as cái nào mà sao? He must have been on to something or they wouldn't have kidnapped him. He wasn't. He chased the wrong data. Caused problems for everyone. Cái, nhưng mà cái súng này kiểu như là nó điểm mạnh của nó là kiểu như nó bắn trúng một cái thằng này nó chết ngay là trận bắn một đạn thôi. Nó mạnh. Ở cái súng ba đồng thì nó hủy kiểu như nó phá hủy cái xe tốt hơn. Không cần máy trực thăng cũng được mà ông bắn cái thằng mà đang di chuyển cái trực thăng á. Cũng được. Đúng rồi. Vậy. Bắn này. Tôi có thể bắn nữa. Bắn nữa, bắn máy tiếp. Bắn thẳng thôi. Ok. Thì bây giờ để tôi set up cái này đấy. Ok, một cái nè. Hả? Đúng rồi. Đúng rồi, máy thằng này đi vào thì nó sẽ bị... Ok, 5 miền. Giờ qua chỗ này. Đó. Ok. Đây ông đứng ở đây nha. Rồi xong ông bắn luôn. Mấy thằng. Đúng rồi, mấy thằng này nó sẽ chui vào góc này này đúng không? Mấy thằng này sẽ chui vào góc này. Rồi xong ông cứ bắn nó luôn. Ông. Đó, ok, giờ tôi đi vào đây. Ông cứ chờ đi rồi nó sẽ mất rồi. Đó, ông thấy cái miệng miệng không? Nó đi vào nó sẽ bị hủy luôn. Đó. Không. Nó bắn vào ông thì ông cũng không chết đâu.
Vâng, còn nếu ít máu thì cứ ăn lấy giáp ăn. At the top. Được không? Đầu vãi. Đủ má nó bắn sấy ra anh luôn mới ghê. Kinh tởm. Tôi còn chết luôn á. Mày bắn sấy ra anh luôn á. Bây giờ đi đâu tiếp thôi. Mọi người đánh thân. Chuẩn bị ra ngoài nè. Ủa cái thằng này lẽ phải lại còn ngay đằng sau nữa. Đó bắn vào đâu có chết đâu đó. Ừ nhưng mà ông bắn nó bắn ở ngoài ông có đâu có chết đâu đúng không? Cẩn thận nha. Đây nạp giáp rồi. Ừ nhưng mà tại vì cái tên lửa tên lửa thì nó sẽ làm khó hơn cho ông cho nên là tôi phải dùng cái cách này đây là an toàn nhất nè. Biết ngay. Nhưng có thể dùng xe Kuruma nữa nhưng mà cái tên tôi chỉ sợ cái tên lửa thôi. Boy.
này được không ta? Cách từ này được. Đúng rồi, đường này được nè. Có phải lái cần cho nó không mày? Mấy ông với lại cái thằng này nó lại ngã bên ngã xe bây giờ. Trời ơi, đang ngồi ở ngoài á. Giờ ông có cái cách mà an toàn hơn đó. Nó nhìn cái cách của tôi nè. Quá. Quá an toàn luôn. Ông thấy tôi lái cẩn thận không? Không là mấy người lại ngã nữa. Clifford decoded the Russian comms. They won't chase you much longer. Bring that agent home. Who was that? I know that voice. Cái đó thấy chưa? Xong. Cuối cùng đã xong này. Quá hay luôn. Thằng đó thì không cũng vội lắm nhỉ. Okay, here is ULP. My men will take him from here. Someone put me on the phone to Rackman. Mà hôm nay không bị bao nhiêu tên lửa rồi. Vậy hả? À, nãy tôi ra ngoài tôi thấy hai cái trực thăng. Nên là ngồi đứng ở đằng sau luôn á. Tại vì nó không bắn được ông nữa. Hay làm track tiếp đi. Mà chỉ che rồi